Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh tin mới. Ngay sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 12 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, những điểm báo gần đây tại Trung Quốc báo động hồi kết một triều đại diệt vong. Tại sao những điểm lạ liên tiếp xảy ra trong những ngày qua tại miền Trung, phía Nam Trung Quốc, nhất là việc phát hiện bầu trời đỏ như máu hay mưa máu và dòng sông máu tại tỉnh Quảng Tây làm nhiều người hoang mang, lo sợ. Cảnh tượng hàng chục ngàn người kéo đến xem hiện tượng này như điểm kêu than báo hiệu cho người dân Trung Quốc chuẩn bị đón nhận sự hủy diệt từ thiên tai và nhân tai. Làn sóng di tản trong tuần này bao gồm những người giàu có nhiều tiền bạc, cơ bản là quan chức trong vùng đã di tản gia đình đến nơi an toàn, vì những người này hiểu hơn ai hết về tội lỗi đã gây ra cho chính người dân trong đại lục và cả thiên nhiên. Đã đến lúc mẹ thiên nhiên phải trừng phạt bằng những trận gió bão cuồng phong để thiết lập lại quy luật của tự nhiên, mở ra một triều đại mới. Theo dõi thời tiết xấu đúng như dự đoán của Cục Thủy văn và Khí tượng Trung Quốc, mưa lũ tiếp tục đổ xuống như trút nước xuống thượng nguồn sông Dương Tử. Kể từ 4 giờ sáng ngày 10 tháng 7 năm 2023, đập Tam Hiệp và nhiều con đập khác của Trung Quốc đang phải trải qua sự nguy hiểm nhất kể từ khi chúng được các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh xây dựng. Theo nhiều bản báo cáo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, mưa lũ sẽ kéo dài trong 25 ngày và có thể sẽ kéo dài sang đến hết tháng 7 năm 2023. Tình trạng lũ lụt sẽ hướng theo chiều hướng tiêu cực. Khi nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, người dân không có lối thoát để thoát ra khỏi vùng tâm lũ. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của chính quyền, thì 700.000 người dân Trung Quốc đã được khẩn cấp đưa đi sơ tán. Đây là sự bất nhất giữa chính quyền và người dân. Bên ngoài Trung Quốc, người ta cũng không thể phân định người dân nói đúng hay chính quyền nói đúng. Tờ Taiwan News của Đài Loan thì đưa tin tình hình mưa lũ và đập Tam Hiệp xả nước đã khiến cho hàng triệu dân trong tình trạng khốn khổ, họ không có lối thoát ra khỏi vùng tâm lũ, chính quyền không có sự hỗ trợ đắc lực nhất cho người dân. Kính thưa quý vị, một sự thật không thể chối cãi là có rất nhiều người dân đang mắc kẹt trong vùng tâm lũ, có rất nhiều video được đăng tải lên mạng xã hội sau đó đã được xóa đi. Hành động này là do phía an ninh mạng của Trung Quốc đã cố tình không cho thế giới bên ngoài biết sự thật tình trạng của người dân vùng lũ đang trong vòng khốn khó như thế nào. Có rất nhiều cơ quan, tổ chức của thế giới đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Trung Quốc đã cố tình giấu nhẹm các thông tin về tình trạng này. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn phớt lờ lời cảnh báo của những tổ chức này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày 12 tháng 7 cho rằng nhiều tổ chức nước ngoài đã cố tình tham gia vào việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước lớn và có đủ khả năng giải quyết vấn đề trong nước, không cần bất cứ cá nhân hay tổ chức nào nhúng tay tham gia. Góp ý vì sự việc đó chỉ làm phức tạp thêm tình hình mà thôi. Kính thưa quý vị, cũng liên quan tới sự cố đập Tam Hiệp và mưa lũ tại miền Nam Trung Quốc, thời gian gần đây có rất nhiều thông tin và thống kê bịa ra là từ chính quyền Trung Quốc ra bên ngoài. Những thống kê này đều cho thấy sức chịu đựng của đập Tam Hiệp không còn được bao lâu, khi lượng nước mưa vẫn kéo dài ở thượng nguồn sông. Người dân Trung Quốc thật sự lo âu, vì họ cho rằng chính quyền Trung Quốc cố giấu giếm những con số thống kê thật sự, bởi họ không có tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, sự cố động đất tại huyện Dực Nhị Cái, tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Quý Châu đã củng cố cho suy nghĩ của họ về ngày tàn của đập Tam Hiệp đã đến gần. Theo như chính quyền Trung Quốc nói rằng, chuyện động đất xảy ra hàng năm là chuyện rất tự nhiên của thiên nhiên, nhưng người dân Trung Quốc không tin vào những gì phía chính quyền đưa ra từ trước. Cũng theo nhiều nguồn tin của người dân cho biết thêm rằng, những trận động đất liên miên xảy ra cách nhau chỉ có 7 giờ đồng hồ là điềm báo trước con đập Tam Hiệp sẽ vỡ. Tất cả những điều này đều có liên quan mật thiết với nhau. Một sự kiện khác gây chấn động trong dân chúng Trung Quốc cách đây ít ngày cũng đã củng cố những suy nghĩ của người dân rằng con đập Tam Hiệp chắc chắn sẽ vỡ. Cách đây khoảng 15 ngày, tại rừng núi huyện Uy Ninh, hôm nào người dân cũng nghe thấy tiếng âm thanh lạ. Tiếng âm thanh này xuất phát vào buổi trưa cho đến buổi chiều và thậm chí là cả vào ban đêm. Những âm thanh lạ này phát ra rất lớn, vang vọng đến cả 10 km, người ta vẫn nghe thấy. Người dân ở các nơi trên nhiều miền của Trung Quốc đã đổ xô về đây để nghe những âm thanh lạ này. Người dân Trung Quốc thì tin vào thiên thời địa lợi cho rằng đây là địa long chờ mình, báo hiệu những thiên tai khủng khiếp sẽ xảy ra.
có người lại cho rằng đây là tiếng kèn của 6 vị thiên sứ báo hiệu tai ương sắp ập đến đã được ghi chép trong cuốn Kinh Thánh. Một số ý kiến thì cho rằng đây là tiếng than khóc của những oan hồn bị chết dưới tay ác đảng Trung Quốc. Nhưng nếu nghe kỹ hơn, chúng ta có thể phân định thứ âm thanh đó là một âm thanh của một con quái vật to lớn đang khóc. Âm thanh của nó nghe vừa đau đớn vừa thảm thiết, xen lẫn sự giận dữ tột cùng. Như quý vị đã chia sẻ trên thước video ngập tràn trên mạng xã hội, đúng là con quái vật to lớn này nó đang khóc. Nó đang bị ai đó làm tổn thương, nhưng nó không thể nào chống đỡ được. Nó giận dữ và gào thét trong tuyệt vọng, nhưng chắc chắn con vật này phải to lớn kinh khủng lắm. Tiếng khóc của nó nghe ai oán thê lương vang vọng cả hết núi rừng. Ngay cả trong phim ảnh thì các nhà lãnh đạo từ xưa đến nay cũng không thể ghi âm được một thứ âm thanh to lớn đến như vậy. Cũng không có âm thanh nào rùng rợn như âm thanh của con vật đang phát ra tại núi rừng Uy Ninh, Trung Quốc. Thưa quý vị, sau cả 15 ngày, con vật huyền bí kia ở rừng núi Uy Ninh kia than khóc, thì không một ngày nào mà rừng núi này vắng bóng người dân hiếu kỳ đến nghe tiếng con rồng này khóc. Những thước video quay cảnh người dân Trung Quốc kéo nhau nườm nượp lên những ngọn núi. Nhiều người cho rằng nó đã xuất hiện ở đây ngay trước mắt chúng ta, nhưng mọi người không thể nhìn thấy vì nó là con quái vật linh thiêng của đất trời. Người trần mắt thịt không thể nào nhìn thấy được. Vì người dân Trung Quốc ngày nào cũng đổ dồn về rừng núi Uy Ninh cộng thêm những lời bàn tán về rồng đang ngày đêm tăng tốc, thì chính quyền Trung Quốc cho rằng đây là chuyện mê tín dị đoan. Họ quyết tâm xóa bỏ chuyện này vì Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng vô thần. Họ không chấp nhận trên đất nước của họ có một vị thần thánh nào, cũng như sự hiện diện của những điểm gờ báo trước. Một lực lượng lớn công an và quân đội Trung Quốc đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên họ cũng chẳng thể tìm ra được nguyên nhân. Nhiều nhà khoa học cũng tò mò đến tận nơi khu rừng. Họ nghe rõ âm thanh của một loài động vật to lớn đang gầm giống thảm thiết, nhưng họ cũng bó tay. Nhà khoa học nổi tiếng nghiên cứu về duy vật học và tâm linh học tên là Wang Shuhong đã đáp chuyến bay từ Bắc Kinh về đây. Ông ở đây suốt từ ngày 28 tháng 5 và cho tới ngày hôm nay để nghiên cứu âm thanh kỳ lạ này. Trước lúc trở lại Bắc Kinh vào buổi sáng thì ông đã trả lời phóng viên báo chí tại hiện trường rằng: "Tôi chắc chắn là một con quái vật rất to lớn đang khóc. Tiếng rên la đau đớn của nó khiến ai cũng phải đau nhói lòng. Tôi không thể khẳng định đó là con vật gì, nhưng chắc chắn đó không phải là con chim cứu vàng nhỏ bé như chính quyền đã nói." Quý vị thân mến, chính quyền Trung Quốc vì không chấp nhận sự thật này nên đã đưa ra một lực lượng quân đội và công an để đến giải tán đám đông. Nhưng rừng núi quá lớn và số dân chúng quá đông, họ tản ra các quả núi để đi tìm con quái vật phát ra tiếng âm thanh lạ, nên quân đội Trung Quốc cũng không làm sao xua đuổi được hết, bởi họ đã nghĩ ra một cách là đưa thông tin giả để đánh bật thông tin về những tiếng khóc của sinh vật lạ. Trong một thước video, phía chính quyền Trung Quốc phỏng vấn một lão nông dân tại địa phương của núi rừng Uy Ninh. Người đàn ông này đã nói với phóng viên rằng con vật mà phát ra tiếng âm thanh rùng rợn kể trên là một con chim cút chân vàng cái. Loại chim này thường về rừng núi Uy Ninh này vào mùa hè. Khi chúng sinh sản, chúng chỉ to hơn con chim sẻ một chút, nhưng tiếng kêu của nó có lực. Bằng thước video trên, chính quyền Trung Quốc muốn xua đuổi hết người dân thập phương đến đây để tìm hiểu về những tiếng kêu thảm thiết của loài động vật bí ẩn này. Thế nhưng khi đoạn video này phát tán trên mạng, không có bất cứ người Trung Quốc nào tin đây là sự thật. Nhiều video sau đó đã đăng tải trên mạng Trung Quốc phản hồi rằng một con chim cút nhỏ xíu, không bằng cả nắm tay mà phát ra tiếng kêu rung động cả núi rừng, xa đến cả 10 km thì con chim đó chỉ là con chim thần. Hơn thế nữa, loài chim này sống ở tất cả các nước châu Á. Nếu nó kêu to như vậy, thì ở Malaysia và nhiều nước khác người ta cũng nghe thấy tiếng âm thanh này. Tại sao khắp đất nước Trung Quốc chỉ mỗi rừng núi Uy Ninh nghe nó kêu? Và chỉ có năm nay nó mới kêu, còn những năm về trước sau nó không kêu? Để lý giải cho điều này, nhiều người đã đến gặp người đàn ông sống dưới chân núi Uy Ninh để đối chất. Người đàn ông này bị nhiều người dân tìm đến đối mặt. Vì quá sợ hãi nên đã phải nói thật rằng chính quyền Trung Quốc bắt ông ta phải nói như vậy. Nếu không nghe lời thì ông ta sẽ bị bắt đi tù vì đã thông báo cho mọi người đến đây làm náo loạn mất trật tự xã hội. Kính thưa quý vị, như vậy là câu chuyện về âm thanh kỳ lạ rừng núi Uy Ninh đã quá rõ ràng. Một con chim cút chứ không phải một con voi, không thể có quy luật phát ra tiếng kêu rên thảm thiết lớn đến như vậy. Tất cả người dân Trung Quốc hiện nay vẫn tìm đến khu rừng núi Uy Ninh này. Trên nhiều quả núi ở đây, chỗ nào cũng thấy người dân lập bàn thờ cúng bái.
họ tin rằng sắp có một sự kiện lớn xảy ra đối với người dân Trung Quốc. 90% số dân Trung Quốc tin rằng tiếng kêu thảm thiết bí ẩn kể trên là tiếng của rồng, một linh vật linh thiêng của trời đất, báo hiệu đập tam hiệp sắp vỡ. Điều này ứng nghiệm với cặp rồng quái thú màu trắng bạc đã xuất hiện trên sông Dương Tử vào 2 ngày cuối tháng 5 vừa qua. Như vậy, một số khác lại cho rằng nó xuất hiện ở vùng rừng núi thì động đất sẽ xảy ra, và trận động đất này sẽ là trận động đất lịch sử, nó có thể lớn như chưa từng có từ trước tới nay. Đó là điểm trời báo. Trời trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây nên nhiều tội ác với người dân và nhiều nước trên thế giới. Hiện nay mưa lũ vẫn cứ dồn dập đổ ào ào xuống thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp vẫn mở hết các cửa xả lũ. Người dân Trung Quốc vẫn đang bị bao vây bởi những ám ảnh một trận động đất lớn sẽ xảy ra, và tất nhiên trận động đất này sẽ là nguyên nhân chính khiến cho con đập Tam Hiệp bị nổ tung. Tuy nhiên, phía chính quyền Trung Quốc vẫn bác bỏ những thông tin về con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ. Nhiều cư dân Trung Quốc bức xúc nói rằng nếu bây giờ tất cả hệ thống chính quyền Trung ương Bắc Kinh chuyển từ Bắc Kinh về đập Tam Hiệp để sống và làm việc thì họ mới tin. Những gì phía chính quyền nói đập Tam Hiệp vỡ thì các ông ấy và cả gia đình các ông ấy ở tận Bắc Kinh có ảnh hưởng gì đâu mà các ông ấy chẳng nói. Trong thực tế thì các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh có toàn quyền trong tay để điều động máy bay có thể di tản. Họ đã chuẩn bị trước việc di tản của người dân đến nơi an toàn, cuối cùng cũng chỉ còn lại những người dân vô tội ở lại nhận hậu quả do chính quyền Bắc Kinh gây ra. Nhưng đó là suy nghĩ của những người lãnh đạo Bắc Kinh. Còn trong thực tế thì thiên nhiên nổi giận, con người quá nhỏ bé. Đã đến lúc thiên nhiên phải dạy cho Trung Quốc một bài học, làm người phải thuận theo thiên nhiên để tồn tại. Mưu hèn kế bẩn của Bắc Kinh chỉ thực hiện khi chúng cậy sức mạnh có được từ sự nhân đạo, suy cho cùng là những bàn tay con người tạo ra. Một trận động đất cũng đã nhấn chìm tất cả để quay về tự nhiên vốn có từ trước. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.